Vâng, thì cuối ngày em nhận đơn chốt của anh Toàn ở Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Cà Mau đã chốt cho mình một bộ mixer ULXB4 SM58. Bộ này giá 8 triệu nha các bác. Đây, tem mix rất là đẹp, thằng Tuyền ấy cho các bác. Đây, đầu thu này, các bác thấy đầu thu này, rất là đẹp nha. Đấy. Những bộ này thì nó sử dụng điện 100-120V nha các bác. Có được thì nó về cái nguồn điện cầu cái adapter đó, nó chạy 4 cầu thì mình sử dụng được 220, còn được này về là điện 100-120 nha các bác. Này. Và đây là những phụ kiện kèm theo pin sạc. Đây dây xeo ly để kèm xuống con van. Cái này cho các bác, chơi karaoke thì các bác sẽ biết rõ rồi. Cái này để kết nối xuống van hoặc là âm ly. Này, bộ này giá 8 triệu, bao ship, bác chỉ còn đủ thì em bớt 200, bác chuyển 7,8 triệu. Thì chiều nay hàng sẽ lên đường luôn nha các bác. Tại bác canh giờ là hàng tí nữa Viettel lên lấy hàng. Thì hàng ngày nay các bác chốt hàng thì em đã đóng hết rồi. Thì chiều nay các bác em cũng gửi luôn cái kiện hàng này cho anh Toàn ở Cà Mau luôn nha. Bác nào có nhu cầu về những bộ mixer xịn sò cao cấp thì các bác liên hệ cho em để thỏa mãn ca hát gia đình với một chất giọng hát tuyệt vời đến từ mixer đỉnh cao của thế giới.